At 29 and I find myself wondering, what did happen to the last 10? I ran away with my life fast forward, never turn back again. Xin chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi kênh News 247. Tại đây chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất. Sau đây là nội dung chi tiết. Tổng Bí thư, đúng phải bảo vệ, không đúng phải phản đối đấu tranh. Thưa quý vị và các bạn, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri ba quận Đống Đa, Ba Đình, Hai Bà Trưng của thành phố Hà Nội. Ngày 1 tháng 7, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri ba quận Đống Đa, Ba Đình, Hai Bà Trưng của thành phố Hà Nội để báo cáo kết quả kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 15. Cái gì đúng phải bảo vệ, cái làm không đúng phải phản đối, đấu tranh. Phát biểu tại hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dành nhiều thời gian nhắc lại chức năng, nhiệm vụ và ý nghĩa quan trọng của Quốc hội, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất. Theo đó, ba chức năng cơ bản là xây dựng luật pháp, giám sát tối cao và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước. Những công việc này thực hiện dưới sự lãnh đạo của Đảng. Quốc hội là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất. Quốc hội giám sát hoạt động của chính phủ, bầu và bãi miễn các chức như Thủ tướng, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng và quyết định những vấn đề quan trọng, Tổng Bí thư nói. Tổng Bí thư cũng nêu rõ chính phủ là cơ quan hành pháp. Các vấn đề khi Quốc hội đã có quyết định, chính phủ và chính quyền các cấp phải thực hiện và giám sát việc thực hiện. Nói về Hà Nội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, đây là thủ đô, là trung tâm chính trị, văn hóa. Ông lưu ý, Hà Nội cần phát huy truyền thống hào hoa, thanh lịch, văn hiến, anh hùng để xây dựng môi trường hòa bình, ổn định. Cần vận dụng để xây dựng thủ đô xứng đáng là thủ đô nghìn năm văn hiến, anh hùng, hào hoa và thanh lịch, thủ đô của lương tri, phẩm giá con người. Tổng Bí thư nhấn mạnh và đề nghị Hà Nội chú ý xây dựng văn hóa, giữ gìn cho được các di sản văn hóa bởi đây là nguồn sống, động lực và trách nhiệm của các thế hệ đi sau. Đoàn đại biểu Quốc hội phải văn hóa, trình độ, đóng góp thiết thực, tích cực với Quốc hội. Cái gì đúng phải bảo vệ, cái gì làm không đúng phải phản đối, đấu tranh. Tổng Bí thư nói, đề nghị đưa ra khỏi bộ máy những người vô cảm, đùn đẩy trách nhiệm. Trước đó nêu ý kiến cử tri cho hay, nhân dân đánh giá cao sự lãnh đạo chỉ đạo mạnh mẽ của Đảng, Nhà nước trong công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực. Nhiều vụ đại án như Việt Á, FLC, Tân Hoàng Minh, AIC, chuyến bay giải cứu đã được đưa ra ánh sáng. Theo cử tri, tinh thần trách nhiệm kiên quyết, kiên trì đấu tranh, ngăn chặn đẩy lùi tham nhũng tiêu cực, không có vùng cấm, không có ngoại lệ của Đảng và Nhà nước đã đem lại niềm tin cho nhân dân. Đề cập đến vụ tham nhũng tiêu cực tại trung tâm đăng kiểm, cử tri Hoàng Thanh Hồng, ngụ quận Ba Đình nhận xét vụ việc này đã để lại hệ lụy không nhỏ, cần xử lý nghiêm vi phạm để làm gương cho người khác. Các bộ ngành liên quan khẩn trương xây dựng cơ chế, chính sách, quy định để các trung tâm đăng kiểm sớm đi vào hoạt động ổn định, ông Hồng đề nghị. Ở khía cạnh khác, cử tri cũng bày tỏ lo lắng khi một bộ phận cán bộ, nhất là người đứng đầu, né tránh, sợ trách nhiệm, không dám làm, gây ảnh hưởng đến người dân và cùng với đó là tình trạng lãng phí. Cử tri Đặng Minh Hòa, ngụ quận Đống Đa cho rằng có sự lãng phí do những người được giao nhiệm vụ thiếu năng lực công tác, thiếu tinh thần trách nhiệm, vô cảm, né tránh, đùn đẩy trách nhiệm. Nhiều dự án đầu tư sử dụng vốn nhà nước tại các doanh nghiệp còn thua lỗ, thất thoát, lãng phí. Các dự án trọng điểm chậm tiến độ. Nhiều khu đất có vị trí đắc địa, đất vàng ở những trung tâm đô thị nhưng bị bỏ hoang nhiều năm gây lãng phí nguồn lực. Đề nghị đưa ra khỏi bộ máy những người vô cảm, né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, tăng cường cơ chế và bộ máy kiểm tra giám sát quyền lực thật hiệu quả, ông Hòa nói. Bên dưới đã ấm dần lên. Thay mặt đoàn đại biểu Quốc hội, Bí thư Thành ủy Hà Nội, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Đinh Tiến Dũng đã tiếp thu các ý kiến của cử tri nêu ra. Ông đánh giá các ý kiến của cử tri đều thẳng thắn, sâu sắc, trí tuệ, trách nhiệm, vừa mang tính bao quát, vừa mang tính cụ thể, xác đáng, đa chiều, phong phú, đề cập nhiều vấn đề. Với công tác phòng chống tham nhũng, Bí thư Thành ủy Hà Nội cho rằng đánh giá của cử tri rất đúng, rất trúng. Ngày xưa chúng ta nói trên nóng, dưới lạnh, bây giờ bên dưới đã ấm dần lên rồi, ông Dũng nói. Ông Đinh Tiến Dũng nói, sau khi có chủ trương của Trung ương, Hà Nội là một trong những địa phương thành lập Ban chỉ đạo về phòng chống tham nhũng tiêu cực cấp tỉnh đầu tiên. Từ đó, sau một năm, Ban chỉ đạo của Hà Nội đã đưa 54 vụ việc vụ án vào diện theo dõi đôn đốc, chỉ đạo. Trong đó, 27 vụ việc mới, 25 vụ về trạm đăng kiểm, 2 vụ liên quan quản lý sử dụng đất đai. Bí thư Hà Nội khẳng định, Ban chỉ đạo hoạt động rất thường xuyên, theo quy chế, đôn đốc các cấp, ngành, cơ quan, tích cực hơn, đặc biệt là trong những vấn đề ổn định giá, giám định tài sản. Vấn đề rất khó trong điều tra xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng tiêu cực. Hà Nội sẽ tích cực vấn đề này,
Báo cáo sơ kết một năm cũng đề cập đến việc Hà Nội sớm thành lập ban chỉ đạo và triển khai quyết liệt đưa nhiều vụ án, vụ việc vào diện lãnh đạo, chỉ đạo. Ông Dũng nói thêm. Những thông tin này đã khép lại bản tin ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào, tạm biệt.